Và nhiều Santa Fe máy dầu rồi thì hôm nay bên em cập nhật thêm được một mẫu Santa Fe phiên bản xăng. Và chiếc xe này là phiên bản full xăng đặc biệt 2016. Với form 2016 này thì xe cũng được trang bị khá là nhiều các option cao cấp. Và anh chị nào đang nhu cầu tìm cho gia đình mình một chiếc xe thuộc phân khúc SUV gầm cao 7 chỗ ngồi. Và dòng Santa Fe này được rất là nhiều khách hàng yêu thích bởi thiết kế cũng như là các option cổ xe. Và anh chị hãy cùng em tham khảo chi tiết và phần ngoại nội thất của chiếc xe 2016 này để xem là chiếc 2016 này được trang bị những nội thất và cũng như là các option cao cấp gì. Đi luôn về phần nội thất của chiếc xe thì mình có thể quan sát là cái phần nội thất của con Santa Fe 2016 này khá là rộng rãi, thoải mái cho 7 người ngồi. Và phần nội thất ghế da tông màu tối thì khá là bền màu, rất là sạch sẽ cho chúng ta dễ dàng vệ sinh cho cái phần nội thất ghế da này. Nội thất ghế da màu ghi tối này thiết kế ôm sát người ngồi, có đục lỗ thông thoáng từ phần đệm ghế cho phần đệm lưng. Và các anh chị có thể quan sát này, 2016 nhưng phần đệm ghế cũng như là tựa lưng, tựa đầu của chiếc xe khá là căng. Túi khí an toàn được trang bị đầy đủ cho vị trí ghế phụ này. Phiên bản Santa Fe full xăng thì được trang bị ghế, cả ghế lái và ghế phụ đều được trang bị chỉnh điện đa hướng. Và chi tiết ghế phụ đa hướng của chiếc xe này, chỉnh điện của chiếc xe này. Lót sàn được trang bị đầy đủ rồi, rất là sạch sẽ. Trung tâm tablo thì được thiết kế với 3 tông màu, màu ghi này, chống xước carbon cũng như là màu đen được trang bị khá là hài hòa, khá là sang trọng với chiếc cao cấp này rồi. Cửa gió điều hòa thì được ốp viền chrome khá là sáng, dễ dàng điều chỉnh cho mọi người. Đây là chi tiết vị trí cốp để đổ của chiếc xe. Rất là rộng rãi, chúng ta có thể để dụng cụ cá nhân. Chi tiết này. Tấm rèm che nắng tích hợp gương trang điểm và có cả phần đèn trần hỗ trợ bộ tấm rèm che nắng này rồi. Các chi tiết con ốc trên phần cột A của xe này, màu sơn đánh dấu của nhà sản xuất còn rất là đậm các bác nhé. Bậc lên xuống thì ốp nhựa và được trang trí bởi một thanh mạ chrome khá là mảnh. Có thêm một cái ốp phần ngang này tạo cho cái chiếc xe của chúng ta chắc chắn và hỗ trợ trẻ em trèo và lên xuống xe một cách thuận lợi dễ dàng. Phần táp ly thì 2016 mọi người có thể quan sát các chi tiết táp ly này. Đẹp nét căng, không có một vết xước cho chúng ta. Phím chỉnh kính lên xuống, tay nắm cửa mạ chrome sáng bóng này. Hệ thống âm thanh của xe được trang bị phần ngay táp ly cánh cửa phần phía giữa. Vị trí phía bên dưới là vị trí để ly cũng như là để chai nước của chiếc xe. Các con ốc trên phần táp ly này thì không có dấu hiệu cậy mở, cũng không có dấu hiệu tháo rỡ. Con ốc cột B không có dấu hiệu gì xét luôn này. Keo chỉ xung quanh của xe nguyên vẹn. Chất lượng cực kỳ tốt rồi. Tiếp theo là vị trí ghế phụ phía sau. Các con ốc các bác nhá, có khóa chốt an toàn dành cho trẻ em. Cũng là các chi tiết keo chỉ xung quanh của xe. Phía sau chúng ta còn được trang bị một bộ rèm cơ che nắng nữa này. Những ai sợ tiêu UV thì cái tấm rèm che nắng này quá là tiện lợi cho mọi người rồi. Phím chỉnh gương lên xuống, chỉnh kính lên xuống. Tay nắm cửa sáng bóng, vị trí để chai nước đặt sâu vào hốc này. Rất là thiết kế khá là hài hòa và gọn gàng. Cửa gió điều hòa thì được di chuyển đến phần cột B, mát sâu cho những người ngồi ở vị trí phía sau rồi. Túi để đồ dành cho các hành khách này. Các con ốc trên phần cột B cũng rất là sắc nét cho mọi người. Em sẽ quay chi tiết nhất có thể để các bác ở xa có thể tham khảo chiếc xe này một cách tốt nhất qua video clip giới thiệu xe này. Ốp bậc lên xuống và vị trí ghế này có thể gập ngả gập ghế dễ dàng. Đệm ghế, đệm lưng rất là căng. Ba tựa đầu ở cả ba vị trí ghế và vị trí ghế giữa chúng ta có thể sử dụng luôn làm bệ tỉ tay các bác nhá. Cũng chứa ly chứa cốc luôn này, quá là tiện lợi cho mọi người rồi. Bản full xăng thì có thêm cửa sổ nóc toàn cảnh panorama mọi người nhá. Con này thì hiện tại cửa sổ nóc đang đóng nên nhìn cái nội thất của chiếc xe nó hơi tối. Chứ con này có một cửa sổ nóc rất là rộng đến hết hàng ghế thứ hai này, ngay người ở vị trí hàng ghế phía sau cũng có thể được tận hưởng cái không gian thoáng đãng với chiếc cửa sổ nóc này. Tiếp theo là đến vị trí phần khoang cốp này, con này được trang bị cốp điện. Vì vậy chúng ta cũng chỉ cần bằng khởi động một nút bấm là chúng ta cũng có thể mở được chiếc cốp này một cách dễ dàng hơn rất là nhiều, tiện lợi cho những chị gái chân yếu tay mềm này. Và đây là vị trí ghế cuối cùng thì được trang bị cửa gió điều hòa. Con này được trang bị 3 cửa gió điều hòa, dễ dàng điều chỉnh cho quý khách hàng rồi. Cổng sạc 12V đầy đủ cho cả ba hàng ghế các bác nhé. Vị trí để ly, để tì tay trang bị đầy đủ trên chiếc xe này rồi. Và vị trí phía bên dưới này là bộ dụng cụ sửa chữa. Phía bên tay trái này chúng ta có thể để ly, để đồ, thêm một số vật dụng nữa.
Hiện tại thì hàng ghế thứ ba đang được gập phẳng để tăng diện tích khoang chứa đồ. Nếu như chúng ta muốn tăng tiếp diện tích khoang chứa đồ, chúng ta gập tiếp hàng ghế thứ hai lại. Ít người ngồi thì mà cần nhiều diện tích chứa đồ thì chúng ta có thể gập cả hàng ghế thứ hai và thứ ba lại. Còn nếu như đủ 7 người ngồi thì chúng ta có một cái khoang cốp nhỏ phía sau để chứa thêm đồ. Các chi tiết phần ốc bản lề này, các keo chỉ, màu sơn đánh dấu nhà sơn còn rất là đậm. Con này được trang bị cả cam lùi nữa rồi này, kính hậu có tính năng sấy kính, cốp điện thì khởi động bằng nút bấm thôi, rất là tiện lợi cho các bác. Hai tì điện chống đỡ rất là chắc chắn, bền bỉ theo thời gian rồi. Chất lượng xe thì con này 2016 nhưng chất lượng xe còn rất là tốt, rất là đẹp. Đấy, chúng ta khởi động bằng nút bấm. Chất lượng cực kỳ tốt cho các bác nhé. Tiếp theo là vị trí ghế phụ phía sau, ghế lái phía sau, các bác tham khảo luôn này. Túi để đồ cũng như là vị trí ghế này, chất lượng da còn cực kỳ căng. Trải qua sau vài năm sử dụng thì chất lượng xe, mọi người có thể tham khảo chất lượng xe như vậy này là quá thật tuyệt vời. Đệm 3 tựa đầu ở cả 3 vị trí ghế. Cho một hành trình dài thì với cái 3 tựa đầu này chúng ta sẽ thoải mái nhất có thể rồi. Với mẫu xe 7 chỗ thì chúng ta sẽ đi du lịch khá là nhiều, nên chất lượng thoải mái nhất và các option cao cấp nhất để hỗ trợ các hành khách trên xe là một cái tính năng rất là cần thiết. Và đây là cửa sổ nóc toàn cảnh, bây giờ em đã mở ra rồi này. Rất là thoáng đáng và cái không gian của những chiếc xe có cửa sổ nóc thì chúng ta sẽ cảm thấy nó sang trọng và cao cấp hơn rất là nhiều. Cửa gió điều hòa ở cột B các bác nhé. Và đây là các chi tiết con ốc trên phần cột B của chiếc xe, ốp bậc lên xuống này. Phần táp ly cánh cửa, tấm rèm che nắng đây các bác ơi. Gần như 4 cái táp ly cánh cửa, không có một vết xước nào chúng ta rồi, phím chỉnh gương lên xuống. Phía dưới này chúng ta được mạ viền một đường mỏng chrome, khá là sang trọng, khá an toàn dành cho vị trí ghế phụ này. Và các chi tiết con ốc, keo chỉ để tất cả các chi tiết keo chỉ từ phần 4 cái táp ly cánh cửa cho đến cái phần khoang cốp còn nguyên zin nguyên bản cho các bác. Vô lăng bọc da tích hợp các phím bấm, có tăng giảm âm lượng, đàm thoại rảnh tay và đặc biệt ga tự động cruise control được trang bị trên chiếc xe này rồi. Logo Hyundai đặt trên dưới còn rất là sáng bóng này. Hệ thống chiếu sáng gạt mưa được trang bị tự động. Ngoài ra một số option nữa được trang bị thêm phía tay trái vô lăng. Khóa vi sai trung tâm cho phiên bản 2 cầu. Con này thì là bản full xăng nên được trang bị là 2 cầu các bác nhé. Chế độ đổ đèo này, hệ thống chống trơn trượt, các chế độ lái Drive Mode, Eco, Normal và Sport này, tăng giảm độ sáng màn hình LCD. Cửa viền điều hòa thì điều chỉnh rất là dễ dàng cho chúng ta rồi, phần viền được chống sức carbon nữa. Và đây là trung tâm màn hình đồng hồ của chiếc xe, con này lăn bánh 8 vạn nhé, 2016 mà mới lăn bánh có 8 vạn thôi. Trung bình 1 năm đi còn chưa đến 1 vạn, 1 vạn các bác nhá. Hiển thị đồng hồ các thông tin chỉ số của xe này, chỉ số nhiên liệu xăng, công tơ mét cũng như là tốc độ vòng tua. Chiếc xe này thì đã lên được màn hình giải trí Android cỡ lớn, tích hợp đầy đủ các tiện ích rồi, có FM radio đầy đủ, Bluetooth và đề nổ thông minh start stop. Các phím bấm này, cửa gió điều hòa được trang bị tự động rồi. Các cổng kết nối phía bên dưới chúng ta được trang bị là cổng USB và AUX này. Thiết kế màn hình giải trí thì khá là độc đáo, với thiết kế giống hình đầu con voi, một cái đầu ở giữa và hai cái tai phía bên cạnh này. Khoanh củ số bọc da là chúng ta được trang bị thêm một tính năng nữa, là tính năng sưởi ghế cho cả ghế lái và ghế phụ. Chỉ trên phiên bản đặc biệt thì mới được trang bị hai tính năng cao cấp này, còn trên phiên bản tiêu chuẩn không có. Phanh tay điện tử, phanh auto hold này, vị trí để ly, để cốc cũng như là gạt tàn thuốc lá. Phía sau này chúng ta được trang bị thêm một bệ tỉ tay nữa. Để em điều chỉnh lại cái camera để nó soi được dễ hơn. Hiện tại thì em đang dùng cái gậy chống rung nên nó quay nhiều lúc nó không được theo ý mình lắm. Đây là bệ tỉ tay các bác nhá. Các chi tiết phím bấm này, vị trí để ly, để cốc. Tấm rèm che nắng của chúng ta thì cũng được trang bị đèn và gương trang điểm rồi. Cái tông màu ghi sáng trên cái phần cửa sổ nóc này, phần trần này thì nó tạo cái cảm giác hài hòa hơn cho với cái không gian nội thất của chiếc Santa Fe. Cái dòng Santa Fe thì khá là nhiều khách hàng lựa chọn bởi vì tính hiện đại cũng như là trẻ trung của chiếc xe. Và nhắc đến mẫu xe 7 chỗ gầm cao thì chắc chắn chúng ta phải nghĩ đến dòng Santa Fe đầu tiên trước khi cân nhắc đến những mẫu xe khác. Ghế lái chỉnh điện đa hướng như ghế hai vị trí này.
các chi tiết con ốc trên phần cột A. Đây là vị trí điều chỉnh cài đặt nhớ ghế hai vị trí các bác nhé. Phím bấm sắc nét, táp lì cánh cửa không một vết xước của chúng ta rồi. Con này hiện tại em đang chào là sao 645 triệu đồng. Ngoài ra con này được chủ nhân cũ trang bị lên một bộ cam 360 khá là chất lượng. Như vậy thì em vừa xong đã giới thiệu sơ qua cái phần ngoại thất của chiếc xe. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu chi tiết phần nội thất của chiếc xe. Bây giờ thì em giới thiệu thêm phần ngoại thất cũng như là phần chất lượng của động cơ của mẫu Santa Fe 2016 này đến toàn thể quý khách hàng. Nổi bật phần đầu xe của chiếc Santa Fe này chúng ta quan sát đó chính là cái mặt ca lăng rất nhiều chi tiết mạ chrome khỏe khoắn cho cái phần đầu xe. Form 2016 thì được trang bị hệ thống chiếu sáng đèn bi gương cầu thủy tinh có tính năng tự động bật tắt và xe được trang bị giải LED đi với ban ngày rồi. Và phía bên dưới đây là chi tiết đèn gầm này, đèn xi nhan. Quanh cái chi tiết đèn gầm này chúng ta cũng được ốp mạ chrome khá là sáng. Form 2016 thì nó chưa được trang bị cảm biến cảnh báo va chạm ở phía trước các bác nhá. Phần đầu xe thiết kế khá là góc cạnh với chi tiết dập nổi, dập chìm trên phần nắp capo. Và với một chiếc xe mà 7 chỗ gầm cao thì chúng ta cân nhắc giá. Con này mà thời điểm mới ra mắt chúng ta bỏ ra một phiên bản full phải hơn 1 tỷ. Nhưng mà bây giờ thì chiếc xe này nó chỉ còn hơn 600 thôi. Và chất lượng của xe còn rất là tốt. Thêm nữa là những option đó, những trải nghiệm đó chúng ta vẫn được trải nghiệm. Xe được trang bị một bộ la răng phay này, phanh ABS chống bó cứng được trang bị trên 4 bánh rồi. Bản la răng này là la răng 19 inch. Một bộ lốp Bridgestone, dánh lốp còn cực kỳ sâu. Con này được mới thay dàn lốp mới rồi. Gương chiếu hậu chỉ cập điện tích hợp xi nhan báo rẽ. Và đây là cam 360 được chủ nhân cũ trang bị thêm các bác nhé. Với bộ cam 360 này thì chúng ta hạn chế tối đa điểm mù, hỗ trợ tài xế khi vận hành chiếc xe rồi. Bậc lên xuống được trang bị thêm nên chúng ta có thể trẻ em trèo lên một cách dễ dàng. Tay nắm cửa thông minh đóng mở một chạm và ốp mạ chrome rất là sáng. Cái tay nắm cửa thông minh này được trang bị cho ghế lái và ghế phụ thôi. Thân xe thì khá là nhiều các chi tiết uốn lượn tạo sự khỏe khoắn cho chiếc xe. Và đây là chi tiết mặt la răng phía sau này. Phanh ABS chống bó cứng được trang bị trên 4 bánh rồi. 4 cái mặt la răng thì gần như là rất là mới, rất là đẹp, không có dấu hiệu xước sát đâu ạ. Form dáng phía sau của chiếc xe này, phía sau được trang bị cam lùi và 4 cảm biến lùi. Con này được trang bị thêm cam 360 nữa, vì vậy nó gọi phía sau của xe nó được trang bị đến 2 bộ cam đấy ạ. Hệ thống đèn hậu thì ôm trọn phần hông xe, tách biệt hoàn toàn các chi tiết đèn, giải đèn phanh thì đặt trên cao, tăng quan sát tầm nhìn cho các phương tiện đi phía sau rồi. Nhìn từ form dáng phần hông của xe để các bác cũng tham khảo luôn giúp em này. Một mẫu xe 7 chỗ ngoại thất trẻ trung, option cao cấp và nội thất thì cực kỳ rộng rãi cho mọi người. Và chỉ hơn 600 triệu đồng. Và chiếc xe này thì bên em có hỗ trợ trả góp 645 triệu đồng là giá cụ thể của chiếc xe này. Bên em vẫn còn gia lộc nữa cho các bác. Và anh chị nào quan tâm thì hãy cùng em tham khảo nốt cái phần khoang động cơ để đánh giá chi tiết nhất chiếc Santa Fe 2016 full xăng màu đen này của showroom bên em. Và đây chi tiết cái phần khoang động cơ của chiếc xe này với động cơ DOHC. Thì con này được trang bị với máy là máy 2.4, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi. Với các chi tiết con ốc trên phần ụ giảm sóc này, trên phần thân máy này, màu sơn đánh dấu nhà sản xuất này, các chi tiết đường ống. Chất lượng xe thì máy số bên em cam kết là nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng tai nạn, không thủy kích ống nước. Và cam kết trên văn bản giấy tờ nên chất lượng của xe là mọi người yên tâm nhé. Tấm nỉ cách nhiệt còn rất là mới cho mọi người luôn này. Xung quanh các chi tiết keo chỉ, các phần ốc bàn lề của xe cũng không có dấu hiệu cậy mở. Con này thì em mới về được buổi tối ngày hôm qua thôi. Hôm trước thì em về một con săn xăng 2015, nhưng mà còn chưa kịp quay clip, cũng chưa kịp lên sóng live stream mà bên em đã chốt cho một khách hàng rồi. Vậy bác nào đang tìm Santa Fe full xăng thì phải nhanh tay, vì hiện tại em về được duy nhất chiếc màu đen này là full xăng. Còn full dầu thì em vẫn còn 2015 và 2019. Chất lượng xe thì tất cả các mẫu xe tại Ba Tư Phan Vua Gầm Cao bên em đều cam kết chất lượng cho mọi người và bảo hành thêm khoang động cơ cho mọi người một năm nữa. Vì vậy nên mọi người yên tâm về chất lượng của xe, cũng bao check test hãng, test thợ, ship xe tại nhà, check test tại nhà cho các bác yên tâm. Và anh chị nào đang có nhu cầu tìm chiếc Santa Fe này thì có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline để trao đổi thêm thông tin chi tiết 0964 834 834, hoặc qua trực tiếp địa chỉ của Ba Tư Phan, có địa chỉ tại 468 Nguyễn Lương Bằng, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương để trải nghiệm xe này. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi clip giới thiệu xe của Ba Tư Phan. Đừng quên đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những mẫu xe mới nhất của showroom bên em. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người tại clip giới thiệu xe tiếp theo.